Xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hỏi đáp của Tipca mà ngày hôm nay là chương trình số 14. Như quý vị đã biết là trong thời gian qua, một trong những chiếc xe mà gây xôn xao dư luận rất nổi tiếng trên thị trường ô tô Việt Nam đó chính là Toyota Corolla Cross phiên bản Hybrid. Và chiếc xe này đã tạo ra một cái phân khúc hoàn toàn mới trên thị trường ô tô Việt Nam. Ngay sau khi chiếc xe này ra mắt thì chúng tôi cũng đã làm một số video, trong đó có cả video đánh giá xe và video mổ xẻ những nguyên lý hoạt động của chiếc xe này. Ngay sau đó thì có rất nhiều quý vị gửi cho chúng tôi những câu hỏi mà quý vị quan tâm nhất về chiếc xe Hybrid. Và chúng tôi đã tập hợp khoảng chục câu hỏi mà quý vị quan tâm nhất và gửi cho các chuyên gia của Toyota. Và sau đây trong chương trình hỏi đáp số 14 này, chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị phần hồi âm của Toyota về tất cả những câu hỏi mà quý vị quan tâm nhất về chiếc xe Hybrid này. Câu hỏi đầu tiên, nhiều thành phố lớn ở Việt Nam thường xuyên bị ngập nước. Nếu bị ngập nước thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến hệ thống pin và động cơ điện? Khả năng chịu nước của Corolla Cross phiên bản Hybrid là bao nhiêu cm? Về câu hỏi này, chuyên gia Toyota phản hồi như sau. Điều đầu tiên là chúng tôi khuyên các khách hàng nên tránh hoặc hạn chế tối đa việc di chuyển qua các khu vực bị ngập nước. Khi đi vào đường ngập nước, không chỉ xe Hybrid mà tất cả các loại xe thông thường đều bị ảnh hưởng. Khi xe bị ngập nước thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và độ bền của các bộ phận của xe, đặc biệt là chi tiết điện, điện tử trong đó có ắc quy Hybrid và motor điện. Tuy nhiên, nguy cơ chập cháy hay điện giật là không xảy ra vì hệ thống điện cao áp sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn cho xe và người ngồi trên xe. Trong trường hợp ắc quy bị ngập nước, xe sẽ không thể chạy được và lúc này cần phải đưa xe đến trạm dịch vụ của Toyota để xử lý và sửa chữa. Không có con số cụ thể về việc khả năng chịu nước của xe là bao nhiêu. Toyota khuyên cáo khách hàng trong trường hợp bất khả kháng thì chỉ nên đi qua đoạn đường ngập nước có mực nước thấp hơn khoảng sáng gầm xe để đảm bảo an toàn. Câu hỏi số 2. Tuổi thọ của pin Hybrid là bao nhiêu năm? Sau vài năm sử dụng thì pin có bị chai và kém như pin điện thoại hay máy tính không? Về câu hỏi này, chuyên gia Toyota giải đáp như sau. Tuổi thọ của ắc quy Hybrid phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thời gian cũng như điều kiện vận hành của từng xe. Tại các thị trường khác, với ắc quy Hybrid cùng thế hệ như ắc quy được sử dụng trên chiếc xe này, tỷ lệ thay thế trong 5 năm đầu là rất thấp. Lời khuyên là quý vị nên vận hành xe và sử dụng xe theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Câu hỏi số 3 rất nhiều quý vị quan tâm. Xe đang chạy động cơ điện, nhấn ga tăng tốc thì động cơ xăng khởi động ngay tức thì và đẩy tốc độ lên cao. Vậy lúc này động cơ xăng đã sẵn sàng hoạt động trong điều kiện tối ưu chưa? Dầu nhất đã được bơm lên trước đó chưa? Vì chúng tôi hiểu rằng dầu nhất cần khoảng 15 đến 20 giây chạy không tải để lưu thông đều lên các chi tiết máy. Về câu hỏi này, chuyên gia Toyota giải đáp như sau. Nhà sản xuất đã tính toán để động cơ sẵn sàng hoạt động ở trạng thái tối ưu khi sử dụng. Khi động cơ hoạt động thì bơm dầu cũng vận hành đồng thời và ngay lập tức đưa dầu đi bôi trơn các chi tiết bộ phận trong hệ thống động cơ. Hệ thống máy tính sẽ luôn theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống bôi trơn để đảm bảo cung cấp đủ về lượng và áp suất dầu bôi trơn. Câu hỏi số 4 chúng tôi nghĩ là một câu hỏi rất hay. Động cơ điện gánh phần nhiều cho động cơ xăng thì động cơ xăng sẽ ít hoạt động và bền hơn đúng không? Các chu kỳ bảo dưỡng có gì khác so với phiên bản chạy xăng thông thường? Về câu hỏi này, chuyên gia Toyota giải đáp như sau. Mục đích của xe Hybrid là tiết kiệm nhiên liệu và phát thải sạch mà vẫn đảm bảo yêu cầu về mặt công suất. Tuổi thọ của động cơ xăng trên xe Hybrid cũng giống như các động cơ xăng thông thường khác. Xe Hybrid vận hành ở nhiều chế độ khác nhau như khởi hành, chạy đều, tăng tốc, giảm tốc, phanh và dừng xe. Ở mỗi chế độ, việc sử dụng động cơ điện hay phối hợp động cơ xăng và điện là do hệ thống máy tính của xe tính toán và điều khiển. Xe Hybrid vẫn chủ yếu sử dụng công suất của động cơ xăng. Động cơ điện được sử dụng nhằm đảm bảo công suất và giảm sự hao phí của động cơ xăng. Chu kỳ bảo dưỡng của động cơ xăng trên bản Hybrid giống với phiên bản động cơ xăng thông thường. Câu hỏi số 5. Những khách hàng ở vùng sâu vùng xa, nếu chẳng may pin Hybrid bị hỏng mà chưa kịp đi thay, thì có thể vận hành bằng động cơ xăng thôi được không? Pin này có gì đặc biệt và có thể được cung cấp bởi một bên thứ ba không? Về câu hỏi này, chuyên gia Toyota phản hồi như sau. Xe không thể vận hành bằng động cơ xăng trong trường hợp pin Hybrid bị hỏng, vì động cơ xăng chỉ có thể khởi động thông qua motor điện, lấy điện từ pin Hybrid. Pin Hybrid là loại đặc biệt, được thiết kế riêng cho ngành công nghiệp ô tô, được chế tạo với công nghệ cao và có các yêu cầu đặc biệt về vận hành. Pin này có ưu điểm là gọn, nhẹ, bền, công suất cao và an toàn. Pin Hybrid chỉ được cung cấp bởi Toyota, không được cung cấp bởi bên thứ ba. Câu hỏi số 6. Trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng, bộ phận nào của hệ thống động cơ Hybrid cần được quan tâm nhất? Cần đặc biệt lưu ý gì trong quá trình sử dụng so với động cơ xăng thông thường? Chuyên gia Toyota phản hồi như sau. Khi sử dụng xe Hybrid, người lái cần chú ý đến những yếu tố về an toàn.
kiểm tra trước khi vận hành mà nhà sản xuất khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng, ví dụ như hệ thống phanh, hệ thống lái, tình trạng các đèn cảnh báo, các thông tin về trạng thái của xe. Về sửa chữa và bảo dưỡng, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Do các bộ phận liên quan đến hệ thống điện cao áp trên xe hybrid có những yêu cầu đặc biệt về an toàn và cần phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên được đào tạo tại đại lý của Toyota. Câu hỏi số 7. Giả sử có lúc pin được sạc đầy, khi pin đầy ta chuyển sang chế độ chạy hoàn toàn bằng điện thì đi được bao nhiêu km và tốc độ tối đa có thể chạy được là bao nhiêu km/h? Về câu hỏi này, chuyên gia Toyota phản hồi như sau. Với mức nạp đủ theo yêu cầu của hệ thống, xe vẫn cần phải đáp ứng một số điều kiện, ví dụ như là nhiệt độ của hệ thống hybrid, lượng điện của pin thì mới có thể chạy được ở chế độ EV mode, có nghĩa là chế độ chạy hoàn toàn bằng điện. Quãng đường xe đi được ở chế độ EV mode là hạn chế từ vài trăm mét đến 1 km và phụ thuộc nhiều vào lượng điện có trong pin và điều kiện vận hành của xe. Tốc độ tối đa cho phép chạy ở chế độ này là khoảng 25 km/h. Chính vì vậy, Toyota khuyên cáo khách hàng nên sử dụng chế độ vận hành thông thường. Và câu hỏi số 8 cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Chi phí thay thế một bộ pin hybrid trên Corolla Cross Hybrid là bao nhiêu tiền? Chuyên gia Toyota giải đáp câu hỏi này như sau. Giá của pin hybrid khoảng 90 triệu Việt Nam đồng, chưa bao gồm thuế VAT. Chi phí về phụ tùng, quý vị có thể hoàn toàn tham khảo bảng giá dịch vụ tại hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc. Như vậy là chúng ta vừa mới theo dõi toàn bộ phần giải đáp của chuyên gia Toyota cho những câu hỏi mà quý vị quan tâm nhất về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản Hybrid. Theo đánh giá của chúng tôi thì có một số câu hỏi chuyên gia Toyota trả lời rất cụ thể và đầy đủ. Tuy nhiên cũng có những câu hỏi trả lời chưa được như mong đợi. Nếu như quý vị vẫn chưa hài lòng với những thông tin gì, xin hãy tiếp tục để lại câu hỏi trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp và chuyển đến chuyên gia của Toyota. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.